Ngày 2 tháng 10, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị thực hiện lấy lời khai đối với Trần Văn Sơn, ngụ quận 4 và Đàm Trần Anh Sang, ngụ quận 7, cùng sinh năm 2002, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào rạng sáng 1 tháng 10, Sơn và Sang điều khiển xe máy trở quanh các tuyến đường trên địa bàn quận 1 để đi cướp giật. Khi đi tới trước một căn nhà trên đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, cả hai phát hiện anh Jimmer Jacob Alimjan, sinh năm 1991, mang quốc tịch Kazakhstan, đang cầm điện thoại di động iPhone 12 Pro Max đi cùng vợ. Lúc này, cả hai áp sát cướp chiếc điện thoại của du khách và liền tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân cũng lập tức tới công an trình báo sự việc. Nhận tin công an có mặt tại hiện trường trích xuất camera an ninh, xác định được hai nghi phạm gây án chính là Trần Văn Sơn, Đàm Trần Anh Sang và tiến hành truy bắt. Đến chiều 1 tháng 10, trinh sát đã bắt giữ được Sơn và Sang. Cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp. Qua trích lục hồ sơ, Sang có tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù vào cuối năm 2021. Sáng nay 2 tháng 10, Công an quận 1 cũng đã tiến hành bàn giao lại chiếc điện thoại di động cho du khách bị cướp. Nhận tài sản, nam du khách bày tỏ cảm kích đối với lực lượng công an.